Lõi ion kiềm này dùng không ổn định, lúc đầu thì tép ra màu tím, sau vài tháng chỉ tép ra màu xanh lá thôi. Bác nói như vậy thì oan cho lõi ion kiềm nhà em quá. Lõi ion kiềm Asanco đã được viện VNTest kiểm nghiệm và chứng nhận đạt độ pH trung bình là 9.4. Và lõi được thiết kế đặc biệt để sử dụng liên tục trong vòng 12 tháng, tương ứng với 5.000 lít nước. Trường hợp nếu các bác sử dụng trong vòng 1 đến 2 tháng mà kiểm tra lại độ pH không được như lúc đầu thì có thể do vài nguyên nhân sau. Đầu tiên, do đặc tính của nguồn nước tại các khu vực khác nhau, và sau quá trình lọc RO, nước thường có tính axit từ 3.5 đến 5.0. Nếu lắp đặt lõi ion kiềm thì độ pH cũng chỉ đạt từ 6.6 đến 7.6. Thứ hai, máy lọc nước nhà bác nào không có hoặc các lõi khoáng đã hết hạn sử dụng, không có tác dụng bổ sung khoáng, dẫn đến việc bổ sung ion kiềm bị hạn chế. Trong trường hợp này, các bác nên lắp đặt thêm hoặc thay thế các lõi lọc chức năng định kỳ 12 tháng một lần. Thứ ba, trong trường hợp các bác lấy ra một lượng nước nhiều liên tục, lõi ion kiềm sẽ không kịp thời bổ sung gốc OH trừ, dẫn đến độ pH của nguồn nước không được ổn định. Thứ tư, mua phải sản phẩm kém chất lượng. Hiện tại có một số bên đang lợi dụng video hình ảnh của em Công để đăng bán những sản phẩm giá rẻ và không phải sản phẩm chính hãng của Asanco, làm ảnh hưởng đến chất lượng của nguồn nước. Các bác lưu ý hãy lựa chọn và mua sản phẩm chính hãng của Asanco để sử dụng được lâu dài nhé. Trên đây là 4 lý do khiến việc sử dụng lõi ion kiềm không được ổn định. Bác nào sử dụng một vài tháng mà kiểm tra độ pH không lên, hãy kiểm tra lại nhé. Công lọc nước chuyên loại tạo nước ion kiềm chính hãng.